Tiểu sử Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng thứ 263 của Giáo hội Công giáo. Kính thưa cộng đoàn, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II có tên khai sinh là Carol Joseph Wojtyla. Ngài sinh vào ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Wadowice, miền Nam Ba Lan, cách Krakow 50 km. Carol Joseph Wojtyla là con út trong một gia đình có ba anh chị em, người chị gái qua đời từ khi còn nhỏ. Thân phụ của ngài là một cựu sĩ quan trong quân đội Habsburg, thân mẫu là con của một viên chức chính phủ và chính bà là người đã truyền lại lòng đạo đức sâu sắc cho Carol Joseph Wojtyla. Theo lời kể của Đức Giáo Hoàng, chính mẹ của ngài là người đã tạo ra món quà tôn giáo kỳ diệu cho gia đình Wojtyla. Ngay từ đầu, bà đã muốn Carol Wojtyla trở thành một tu sĩ. Bà thường nói với những người hàng xóm, Carol Wojtyla của tôi sẽ trở thành một người vĩ đại. Bà đã qua đời ngày 13 tháng 4 năm 1929, lúc cậu Carol Wojtyla mới 9 tuổi. Trong trường tiểu học dành cho trẻ em trai ở Wadowice, Carol Wojtyla tỏ ra là một học sinh xuất sắc. Trong phiếu báo điểm đầu tiên, cậu được các điểm rất tốt về tôn giáo, hành vẽ, vẽ, hát, trò chơi, thể dục và điểm tốt trong tất cả các môn còn lại. Cậu rất thích thể thao và từng là thủ môn cho đội tuyển nhà trường. Cậu được rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi, được lãnh bí tích thêm sức lúc 17 tuổi. Ở tuổi 11, Carol vào học trường trung học dành cho nam sinh của Wadowice. Cũng trong năm đó, cậu trở thành một chú bé giúp lễ và có mối quan hệ gần gũi với linh mục Casimir Figlewick. Ngày 5 tháng 12 năm 1932, anh trai của cậu là Edmund qua đời khi đang chăm sóc những người bị bệnh dịch. Sau này, trong một giây phút giải bày tâm sự hiếm hoi, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kể lại với tác giả người Pháp André Frossa rằng cái chết của anh tôi có thể đã tác động tới tôi sâu sắc hơn so với cái chết của mẹ, do những hoàn cảnh riêng biệt, tất nhiên là đau thương và do lúc đó tôi đã lớn hơn. Trong thời gian này, Carol Wojtyla cũng đã đến với sân khấu. Nhiều trong số các vở kịch được diễn trên sân khấu của trường trung học là do Carol Wojtyla đạo diễn. Những vở kịch này thường đề cập tới những chủ đề yêu nước. Carol Wojtyla cũng thích khiêu vũ, cậu có thể khiêu vũ thoải mái với các điệu polon, maduka, van, tango. Vào cuối những năm trung học, cậu Carol Wojtyla đã quen biết với Mieczysław Kotlaszczyk, một nhà trí thức và là người đã sáng lập nhà hát Đại học Nghiệp dư ở Wadowice. Ngày 6 tháng 5 năm 1938, Đức Tổng Giám mục địa phận Krakow Adam Sapieha đã đến Wadowice để chủ tọa buổi lễ xác nhận trước khi tốt nghiệp. Ấn tượng trước cậu học sinh Carol Wojtyla, Đức Tổng Giám mục Sapieha đã hỏi cậu sẽ vào trường dòng chứ. Nhưng Carol Wojtyla đã trả lời rằng con sẽ nghiên cứu văn học Ba Lan và triết học. Sau khi học xong trung học tại Wadowice, thân phụ của Carol Wojtyla đưa cậu đến Krakow vào tháng 8 năm 1938 khi cậu 18 tuổi. Ở đó, cậu ghi danh vào Đại học Krakow giống như người anh Edmund. Carol Wojtyla nhanh chóng thích ứng với một chương trình học rất nặng tại đại học, bao gồm các môn từ vựng và ngữ âm Ba Lan, văn học Trung cổ Ba Lan, kịch Ba Lan thế kỷ 18 và thi ca đường đại. Cậu Carol Wojtyla đã trở thành một sinh viên triết lý và văn chương rất xuất sắc, đồng thời theo học thêm ngành kịch nghệ. Carol Wojtyla nhanh chóng kết bạn với một loạt các thi sĩ và kịch gia. Cậu thường lui tới ngôi nhà của gia đình Scorsi là một nhà âm nhạc cừ khôi. Cậu Carol Wojtyla được huấn luyện quân sự ở huyện Hermanis năm 1935. Vào tháng 7 năm 1939, các sinh viên Ba Lan và Ukraine phải vào trung tâm huấn luyện quân sự ở làng Oomla gần thành phố Sdovka Wisnia. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi Đức tấn công Ba Lan mở màn cho chiến tranh thế giới lần thứ hai, hai cha con Wojtyla quyết định rời khỏi Krakow. Hai người quốc bộ tới vùng núi Tanovzet, cách Krakow về phía đông 120 dặm. Lúc này họ nhận được tin Nga chuẩn bị xâm nhập phía đông Ba Lan và hai cha con đã quyết định quay trở lại Krakow.
Vào mùa đông năm 1939, Jan Tiranowski đã mời cậu Karol Wojtyla tham gia Hiệp hội Mân Côi Sống, một tổ chức hoạt động tôn giáo rất bí mật. Karol Wojtyla gặp Tiranowski mỗi tuần một lần. Dưới sự chỉ đạo của Tiranowski, Karol Wojtyla lao vào những thực hành huyền bí. Cậu đã học cách điều chỉnh cuộc sống hàng ngày một cách chính xác cho công việc cũng như cho các hoạt động tôn giáo của mình. Chính cách làm việc này đã ảnh hưởng rất nhiều tới cậu sau này. Trong thời gian này, cậu đã viết cùng một lúc ba vở kịch David, Job và Jeremiah, bày tỏ những suy nghĩ, tính huyền bí của sự hy sinh và khát khao một sự giải phóng dân tộc mới. Bất kỳ ai không có một việc làm thường xuyên được nhà chức trách Đức xác nhận đều có nguy cơ bị đưa sang Đức. Chính vì lý do đó, tháng 10 năm 1940, cậu đã làm việc lao động chân tay trong một nhà máy hóa học ở Sovay, ngoại ô Krakow. Đây là những kinh nghiệm cho những quan điểm và thái độ với phong trào công nhân và nhân dân lao động sau này. Cậu chỉ phải lao động nặng trong vài tháng, còn sau đó đã chuyển sang lao động nhẹ hơn, thậm chí có thể kiếm được một chân văn phòng. Thế nhưng Karol Wojtyla đã từ chối để đảm bảo an toàn và không gây chú ý. Ngày 18 tháng 2 năm 1941, thân phụ của Karol Wojtyla đã qua đời sau một trận ốm nặng. Sau khi những nghi thức cuối cùng dành cho người qua đời đã được cử hành, ngài đã thức suốt đêm để canh thi hài người cha và suy nghĩ về tương lai và nghề nghiệp của mình. Ngài đã nói với tác giả người Pháp André Frossa rằng, ở tuổi 20, tôi đã mất tất cả những người mà tôi yêu quý và thậm chí cả những người mà có thể tôi đã yêu quý. Đầu năm 1941, theo lời giới thiệu của vị giáo sư tiếng Pháp cũ của ngài, các quản đốc ở Sovay trao cho ngài công việc kế toán ở mỏ đá và theo dõi số chất nổ được dùng để phá đá. Lúc nhỏ tuổi, ngài có tiếp xúc nhiều lần với nhóm người Do Thái tại Krakow. Thời kỳ Đức Quốc xã chiếm Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, rất nhiều bạn bè Do Thái của ngài đã bị giết hay bị trục xuất. Tuy nhiên, thái độ của Karol Wojtyla với những hành động này là cầu nguyện. Ngài nói rằng, hãy nhớ rằng chúng ta có bổn phận cầu Chúa ban cho họ đủ sức mạnh chịu đựng tất cả những thứ này. Ngài không bao giờ tham gia vào bất kỳ một sự kháng cự nào chống lại Đức Quốc xã hay vào những hoạt động nhằm giải cứu người Do Thái. Trong những lúc rảnh rỗi, ngài đã dành thời gian say mê điện ảnh. Cùng với những người bạn, trong đó có Mieczysław Kotlaszczyk, ngài đã sáng lập nên tổ chức kịch nghệ Rhapsodic, tiền thân của đoàn kịch nghệ quốc gia Ba Lan. Nhưng họ phải hoạt động cách bí mật vì nếu bị lính Đức phát hiện, họ sẽ có thể bị giết hay trục xuất. Mặc dù vậy, trong khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1945, nhà hát đã trình diễn được 22 buổi và Karol Wojtyla đã tỏ ra cho người ta thấy rằng mình là một diễn viên xuất sắc. Năm 1941, sau khi thân phụ qua đời, Karol Wojtyla đã dấn sâu hơn vào việc tái hiện sự huyền bí và triết học. Tại nhà Kidrinsky, một người bạn nơi Karol Wojtyla đã dọn đến và ở trong 6 tháng, người ta thường thấy cậu nằm xoài ra sàn nhà cầu nguyện, tay dang ngang như hình thánh giá. Vào mùa thu năm 1942, sau một cuộc thảo luận dài với cha giải tội Figo Wick, Karol Wojtyla đã đến nhà riêng của Đức Tổng Giám mục Sapieha và trình bày với Đức Tổng Giám mục về ước nguyện trở thành tu sĩ. Trước đó, ngài đã tới tu viện khổ hạnh dòng Camelin ở Sechna với hy vọng được vào đây, nhưng tu viện này đã bị quốc xã đóng cửa. Mặc dù những người bạn đã cố gắng thuyết phục Karol Wojtyla đừng rời bỏ sự nghiệp sân khấu, nhưng cậu vẫn quyết định theo con đường mình đã chọn. Karol Wojtyla bắt đầu lén lút học những môn của chủng viện Krakow do Đức Hồng Y Adam Stefan Sapieha, lúc đó là Tổng Giám mục Krakow, hướng dẫn. Mỗi người được trao cho một vị giáo sư. Các lớp học được tổ chức ở nhà tu, nhà thờ và ở nhà riêng. Những chủng sinh này được yêu cầu không để những người quen biết về việc học tập của họ và bản thân những người này vẫn duy trì một nếp sống bên ngoài như bình thường. Trong thời gian này, Karol Wojtyla đã đọc cuốn Luận về sự hiến dâng hoàn toàn cho Đức Mẹ Đồng Trinh của Thánh Louis Maria Grignion de Montfort và cuốn Lý thuyết tự nhiên của Casimir Wolff.
ngày 6 tháng 8 năm 1944, ngày Chủ nhật đen, hơn 8.000 người đàn ông và các cậu bé đã bị quân đội phát xít bắt giam. Rất may mắn Karol Wojtyla đã không nằm trong số đó. Sau sự kiện này, cậu vào ẩn trú trong tòa tổng giám mục và không tiếp tục làm việc tại Sobey nữa. Ngày 13 tháng 11, cậu lãnh nhận phép cắt tóc, một nghi thức từ thời Trung Cổ để biểu hiện sự khuất phục trước Thiên Chúa. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Karol Wojtyla trở về phân khoa thần học của Đại học Jagiellonia vừa được mở cửa lại. Tại đây, cậu đã được bầu làm phó chủ tịch hội sinh viên. Trong thời gian này, Karol Wojtyla đã tập trung vào việc hoàn tất các chương trình nghiên cứu của năm thứ 3 và năm thứ 4. Từ tháng 4 năm 1945 cho tới tháng 8 năm 1946, cậu cũng làm việc ở cương vị phụ giáo. Karol Wojtyla cũng đệ đơn xin gia nhập tu viện Sera của dòng Cát Minh sau khi tu viện được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Sapieha đã kiên quyết từ chối việc cho phép cậu gia nhập dòng tu. Sau này, Karol Wojtyla còn cố thử gia nhập dòng này một lần nữa vào năm 1948, nhưng vẫn bị Đức Tổng Giám mục từ chối. Ngày 1 tháng 11 năm 1946, nhân dịp lễ các thánh, chủng sinh Karol Wojtyla được phong chức linh mục sớm hơn 6 tháng so với các chủng sinh đồng khóa. Ngày hôm sau, tại nhà thờ lớn Wawel, tân linh mục Karol Wojtyla đã cử hành thánh lễ đầu tiên. Sau đó không lâu, Đức Hồng Y Sapieha gửi linh mục Karol Wojtyla đi du học Roma tại đại học của các linh mục dòng Damin Angelicum. Dưới sự hướng dẫn của linh mục dòng Damin nổi tiếng là Garrigou Lagrange, cha Karol Wojtyla hoàn thành luận án tiến sĩ thần học về đề tài Đức tin trong các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá vào năm 1948. Trong thời gian du học tại Roma, những lúc nghỉ hè, linh mục Karol Wojtyla thi hành mục vụ cho di dân người Ba Lan sống tại Pháp, Hà Lan và Bỉ. Sau khi hoàn tất học trình tiến sĩ trong thời gian du học ở Roma, tháng 7 năm 1948, linh mục Karol Wojtyla được Đức Hồng Y Sapieha bổ nhiệm làm linh mục phụ tá giáo xứ Niegowic, một giáo xứ hẻo lánh thuộc vùng quê Galicia, cách Krakow 30 dặm. Mỗi buổi sáng, cha Karol Wojtyla thức dậy lúc 5 giờ, dâng thánh lễ và điểm tâm sáng, rồi dùng xe ngựa di chuyển một vòng qua các khu trong giáo xứ, dạy giáo lý cho các thiếu nhi và cử hành thánh lễ tại một khu xóm. Sau đó, ngài trở về nhà xứ ăn trưa, rồi tiếp khách hoặc đi thăm viếng giáo dân. Những buổi chiều hoặc những cuối tuần rảnh rỗi, ngài còn tự mình phụ giúp giáo dân địa phương những công việc lao động trong nhà. Cũng trong thời gian làm phó xứ Niegowic, linh mục Karol Wojtyla đã cống hiến nhiều thì giờ cho giới trẻ tại đây. Ngài hướng dẫn họ trình diễn trên sân khấu, giúp họ học thêm để bồi bổ kiến thức, tổ chức những buổi cắm trại trong rừng hoặc những chuyến du ngoạn trong các khu lân cận thuộc Tổng giáo phận Krakow, thành lập các đội bóng chuyền và bóng đá cho thanh thiếu niên trong vùng. Tháng 3 năm 1949, Đức Hồng Y Sapieha thuyên chuyển cha Karol Wojtyla về làm việc tại một trường của Đại học Krakow thuộc giáo sư Thánh Florian. Ngài tiếp tục trau dồi triết và thần học tại Đại học Công giáo Lublin. Tại đây, ngài có cơ hội tìm hiểu thêm về giới trẻ, đồng thời khai triển những phương pháp mục vụ trong khi tiếp xúc với đời sống văn hóa cùng các thức giả tại Tổng giáo phận Krakow. Cũng tại nơi đây, linh mục Karol Wojtyla còn có dịp tiếp tục triển khai những kiến thức về văn chương và triết học của mình. Cha Karol Wojtyla thường đưa những sinh viên đi cắm trại và du ngoạn ngoài trời để hòa mình vào thiên nhiên. Chính nhờ những sinh hoạt với giới sinh viên trong thời gian ở giáo xứ Thánh Florian, mà sau này khi được cử làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Krakow, cha Karol Wojtyla đã hoàn tất những tác phẩm nói lên mối liên hệ phái tính theo tinh thần Kitô giáo, mà tiêu biểu là hai vở kịch Proskopem Jubilara, Trước tiệm nữ trang, và Mitosei Ospau Aigianose, Tình yêu và trách nhiệm. Năm 1953, cha Karol Wojtyla trình bày một luận án với đề tài thẩm định khả thể xây dựng nền luân lý công giáo trên hệ thống luân lý của Max Chandler tại Đại học Công giáo Lublin.
Sau đó, Ngài trở thành giáo sư thần học luân lý và luân lý xã hội tại Đại chủng viện Krakow và tại phân khoa thần học của Đại học Công giáo Lublin. Tháng 10 năm 1954, phân khoa thần học tại Đại học Jagiellonian, nơi Ngài đang giảng dạy môn luân lý Kitô giáo, bị đóng cửa. Lúc ấy, Linh mục Karol Wojtyla thường cùng một nhóm giáo sư bí mật gặp gỡ để trao đổi quan điểm về mối liên hệ giữa nhà nước và giáo hội. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1958, Linh mục Karol Wojtyla được Đức Giáo Hoàng Pio XII bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Krakow. Nửa giờ sau cuộc gặp với Đức Hồng Y. Wyszynski và nhận sự đề cử làm giám mục phụ tá, vị linh mục trẻ tìm tới tu viện của các nữ tu áo xám Ursuline bên bờ sông Wista. Ngài đã cầu nguyện liên tục trong suốt 8 tiếng đồng hồ trước khi rời tu viện Ursuline. Ngày 28 tháng 9 năm 1958, cha Karol Wojtyla được phong chức giám mục phụ tá tại nhà thờ chính tòa Wawel, Tổng giáo phận Krakow, 11 ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Pio XII qua đời. Một tháng sau, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 lên kế vị, mở ra một kỷ nguyên mới cho giáo hội công giáo qua quyết định triệu tập Công đồng Vaticano II. Tân giám mục Karol Wojtyla nhận được giấy mời tham dự Công đồng. Tại đây, Ngài đã có sự đóng góp tích cực và hữu hiệu vào chương trình của Công đồng, với 7 diễn từ đọc trước các nghị phụ tham dự Công đồng và với 13 tuyên ngôn. Đức giám mục Karol Wojtyla đã gây được một ấn tượng sâu sắc đối với hầu hết các thành phần tham dự Công đồng, đặc biệt là của Giáo hoàng Gioan 23 và nhất là Giáo hoàng Phaolô 6 sau đó. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1963, Đức Giáo hoàng Phaolô 6 đề bạt Đức giám mục phụ tá Karol Wojtyla làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Krakow. Trong cương vị Tổng giám mục, Ngài tham dự Công đồng Vaticano II, góp công soạn thảo các tài liệu tuyên ngôn về tự do tôn giáo và hiến chế mục vụ giáo hội trong thế giới ngày nay. Hai văn bản có tính cách lịch sử và quan trọng nhất của công đồng này. Tháng 5 năm 1964, Đức Tổng giám mục Karol Wojtyla đã đệ trình đoàn chủ tịch công đồng một văn bản được soạn thảo nhân danh các giám mục Ba Lan, trong đó tuyên bố rằng mối quan hệ của giáo hội với thế giới hiện đại phải được dựa trên khái niệm coi giáo hội là một xã hội hoàn thiện do Chúa sáng lập và ở bên trên lịch sử. Ngày 30 tháng 11 năm 1964, Ngài đã có cuộc nói chuyện riêng đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Phaolô 6, người đã theo dõi chặt chẽ các phát biểu của vị Tổng giám mục mới này. Trong thời gian này, nhà cầm quyền Ba Lan đã cho rằng Đức Tổng giám mục Karol Wojtyla là một người dễ có những thỏa hiệp với nhà nước hơn so với Đức Hồng Y. Wyszynski. Chính quyền đã gợi ý để Đức Hồng Y. Wyszynski lựa chọn giám mục Karol Wojtyla vào ghế Tổng giám mục chứ không phải là một người khác. Niềm tin về giám mục Karol Wojtyla của họ có thể thấy trong một báo cáo mật năm 1967 của cảnh sát Ba Lan. Có thể yên tâm nói rằng ông ta, Karol Wojtyla, là một trong số ít những trí thức trong đoàn giám mục Ba Lan. Không giống như Wyszynski, ông ta đã khéo léo dung hòa lòng mộ đạo truyền thống của dân chúng với công giáo trí thức, mà cả hai đều được ông ta đánh giá cao. Cho đến nay, ông ta chưa tham gia vào các hoạt động chính trị chống nhà nước một cách công khai. Có vẻ như là các vấn đề chính trị không phù hợp với ông ta bị trí thức hóa quá mức. Trong năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 phong tước vị Hồng Y cho Ngài. Đồng thời Ngài cũng được bổ nhiệm vào 4 thánh bộ của Giáo triều Vatican, Bộ Giáo sĩ, Thánh bộ Giáo dục Công giáo, Thánh bộ Nghi lễ, Bộ các giáo hội Đông Phương và làm cố vấn cho Hội đồng về Thế tục. Vào mùa Giáng sinh năm 1970, khi tình hình Ba Lan căng thẳng, giá thực phẩm leo thang, trong bài thuyết giảng nhân lễ Giáng sinh tại Krakow năm ấy, Đức Hồng Y. Karol Wojtyla nói: "Khi người dân bị thương tích và khổ đau, giáo hội phải lên tiếng bênh đỡ không vì bất cứ khuynh hướng chính trị nào, mà chỉ vì tình yêu và tình liên đới của người con Thiên Chúa." Thời gian này, Đức Hồng Y. Karol Wojtyla cũng làm việc với nhóm tín hữu trí thức dấn thân có tên là Orosini, nghĩa là tái sinh, tổ chức công giáo đấu tranh duy nhất đặt dưới sự bảo trợ của Đức Hồng Y. Wyszynski.
Mai cũng có những cuộc gặp gỡ giới trí thức để cùng nhau trao đổi quan điểm. Tại Tư Dinh, Mai không chỉ gặp gỡ các chủ biên của tờ Tigotnik Post Sydney, mà còn tiếp xúc với các sử gia, các nhà toán học, các khoa học gia, triết gia, các văn gia, nhạc sĩ, kể cả các nghệ sĩ trình diễn. Ngài bàn hỏi họ về những vấn đề của Ba Lan, của nhân loại và cả những vấn đề thuộc thế giới bên kia, thế giới siêu hình. Vào năm 1972, Đức Hồng Y Caron Goitita cũng bắt đầu làm quen với Anna Teresa Tin Yen Ekka, một phụ nữ người Ba Lan đang làm việc tại Đại học Harvard. Bà đã giúp ngài trở nên nổi bật, giới thiệu ngài với cộng đồng triết học châu Âu và với các học giả Mỹ. Bà đã giúp ngài vạch kế hoạch cho chuyến thăm kéo dài đầu tiên của mình tới Mỹ và thu xếp để ngài có bài giảng đầu tiên tại Đại học Harvard. Sau khi lên làm giáo hoàng, ngài đã có một trục trặc với bà Tin Yen Ekka về vấn đề bản quyền với cuốn Osoba Izi. Bà đã đánh giá sự im lặng của giáo hoàng trước công luận trong cuộc tranh chấp này là một sự phản bội cá nhân, mặc dù bà và giáo hoàng sau đó đã hòa giải. Trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến năm 1975, Đức Tổng Giám mục Caron Goitita đã vào phòng đọc của Đức Giáo Hoàng để nói chuyện riêng 11 lần. Vào năm 1976, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã mời ngài cử hành thánh lễ mùa chay tại Vatican cho các thành viên của tòa thánh và gia đình của Đức Giáo Hoàng. Cũng trong năm này, tờ báo New York Times đã đưa tên ngài vào danh sách 10 người được nhắc tới nhiều nhất, như là các ứng cử viên để kế vị Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Vào tháng 8 năm 1978, sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI mất, Đức Hồng Y Caron Goitita đã tham gia Hồng Y đoàn và bỏ phiếu cho Đức Hồng Y Albino Luciani, thượng phụ Veneria làm giáo hoàng Gioan Phaolô I. Khi được chọn làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Luciani mới được 65 tuổi, trẻ hơn so với nhiều giáo hoàng khác. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1978, chỉ 33 ngày sau khi kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I đã qua đời. Tháng 10 năm 1978, Đức Hồng Y Caron Goitita lại trở về tòa thánh để bầu tân giáo hoàng. Lúc 16 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 1978, sau khi cử hành thánh lễ kính Chúa Thánh Thần tại đền thờ Thánh Phêrô, 111 vị hồng y từ khắp thế giới bước vào mật viện để bầu giáo hoàng mới. Hôm sau, các hồng y bắt đầu bỏ phiếu, ban sáng 2 lần, ban chiều 2 lần. 4 lần bỏ phiếu trong ngày 15 tháng 10 năm 1978, không có kết quả nào cụ thể. Các hồng y người Ý chiếm đa số, nhưng các ngài không đồng ý với nhau về một ứng cử viên duy nhất. Lúc đó là Đức Hồng Y Giuseppe Siri, Tổng Giám mục Genova, người đã được báo chí nói đến từ lâu và được coi như ứng cử viên chắc chắn hơn cả. Vị khác là Hồng Y Giovanni Benelli, Tổng Giám mục Firenze, đã nhiều năm phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh, có nhiều kinh nghiệm trong ngành ngoại giao và công việc của giáo triều Roma. Sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 1978, với 2 lần bỏ phiếu, các hồng y vẫn chưa chọn được vị giáo hoàng mới. Tên của Đức Hồng Y Caron Goitita đã nhận được nhiều phiếu hơn cả. Vào lúc 17 giờ 30 phút trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 6 vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 1978. Sau khi kiểm xong các lá phiếu, vị hồng y nhiếp chính lại gần vị được chọn, chào kính, rồi đặt câu hỏi theo lễ nghi, ngài có chấp nhận việc lựa chọn ngài hay không? Trong cầu nguyện và yên lặng suy tư, Đức Hồng Y Caron Goitita chưa trả lời ngay. Mọi người chờ đợi và thấy ngài cảm động, nước mắt chảy trên gò má. Sau cùng, với giọng rõ ràng và nghiêm nghị, ngài trả lời, vì Chúa Kitô của tôi, vì Đức Trinh Nữ, mẹ của tôi, vì tông hiến của Đức Phaolô VI mời gọi, tôi xin chấp nhận. Lúc 6 giờ 18 phút, Đức Hồng Y Eugen Tisserand tuyên bố, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hồng Y đoàn đã tín nhiệm Đức Hồng Y Caron Goitita, Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan, và ngôi vị giáo hoàng của thế giới công giáo. Ngài đã được bầu để kế vị Đức Gioan Phaolô I, trở thành giáo hoàng từ ngoài nước Ý đầu tiên trong gần 500 năm, và là vị giáo hoàng gốc người Sla đầu tiên trong lịch sử công giáo. Vị tân giáo hoàng giơ tay chào dân chúng. Trước khi ban phép lành Urbi et Orbi, ngài mở đầu bằng lời chào tiếng Ý,
Cielodato Gesù Cristo, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, lời chào mà các tín hữu công giáo người Italia rất ưa chuộng. Ngài nói tiếp, chúng ta còn đang đau buồn về sự qua đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I. Và lúc này đây, các vị hồng y đáng kính đã chọn một vị giám mục mới của Roma. Các ngài đã chọn một vị đến từ một xứ sở xa xôi nhưng luôn luôn gần gũi bởi sự hiệp thông đức tin và trong truyền thống Kitô. Tôi run sợ trong khi lãnh nhận việc lựa chọn này, nhưng tôi đã chấp nhận trong tinh thần phục tùng Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, và trong tinh thần phó thác hoàn toàn cho mẹ người, Đức Trinh Nữ Maria. Tôi không biết tôi có thể biểu lộ rõ ràng bằng tiếng nói của anh chị em không, bằng tiếng ý của chúng ta không. Mối thiện cảm giữa vị giáo hoàng mới và dân chúng gia tăng thêm mãi. Nếu tôi nói sai, anh chị em sửa lại cho tôi. Và giờ đây, hiện diện trước mọi người để tuyên xưng đức tin chung của chúng ta, đức cậy và lòng tín nhiệm của chúng ta nơi mẹ Chúa Kitô và mẹ giáo hội. Và cũng để bắt đầu lại trên con đường của lịch sử và của giáo hội với sự giúp đỡ của Thiên Chúa và của giáo hội. Như những vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đơn giản hóa chức vụ này và làm nó bớt huy hoàng. Ngài không tự xưng là chúng tôi như các giáo hoàng trước, thay vào đó Ngài dùng từ tôi. Ngài chọn làm một thánh lễ tấn phong đơn giản chứ không rườm rà, và Đức Giáo hoàng chưa đội mũ giáo hoàng trong khi đảm nhiệm. Ngài làm thế để nhấn mạnh tên chức vụ hầu hạ của mình là tôi tớ của những người tôi tớ của Chúa. Sáng ngày 17 tháng 10, Đức Giáo Hoàng đã trình bày chiến lược của Ngài, trung thành với công đồng và các hội đoàn. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kiên quyết khẳng định việc phải tuân thủ lời răn dạy của Giáo Hoàng, tôn trọng các luật lệ về nghi lễ cũng như về kỷ luật. Sau cùng, Ngài nhấn mạnh đến nhu cầu tiến hành cuộc đối thoại trên phạm vi toàn thế giới và cam kết của giáo hội với hòa bình và công lý trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự 51 thánh lễ tuyên thánh cho 482 người và 147 thánh lễ phong chân phước cho tất cả 1.338 người, nhiều người hơn tất cả những giáo hoàng trước. Trong số những người được tuyên thánh, có Anurai Negapeta, một nữ tu người Congo thuộc châu Phi, bị một tên lính Simba ở Đại Á sát hại trong lúc nữ tu cố gắng bảo vệ sự trinh tiết của mình. Và Peter Toro, một nhà truyền giáo ở Papua New Guinea, đã bị sát hại trong một trại tù binh chiến tranh của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Và người được tấn phong gây nhiều tranh cãi nhất là Jose Maria Escriva de Balac, người sáng lập tổ chức Thiên Chúa Giáo Thần Bí Opus Dei. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng được cho là người đã có những mối quan hệ với tổ chức này. Đặc biệt trong số những người được tuyên thánh, có 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được Ngài tuyên phong tại thành Roma ngày 19 tháng 6 năm 1988. Năm 1984, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Học viện Sahel để đặc trách việc trợ giúp phát triển cho các quốc gia vùng sa mạc Sahara. Tháng 2 năm 1992, Ngài đã thành lập Quỹ Phát triển Populorum Progressio để trợ giúp cho các nhóm thổ dân Mỹ Latin. Ngài cũng đã thành lập Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống và các Khoa học Xã hội, lập Ngày Quốc tế Bệnh nhân, Ngày Quốc tế Đời Tận Hiến và Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trong suốt thời gian làm Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã gặp 17,6 triệu khách hành hương trong 1.160 lần tại quảng trường Thánh Phêrô vào mỗi ngày thứ tư hàng tuần, khoảng 8 triệu khách hành hương trong năm Thánh 2000. Ngài đã có 737 lần tiếp các nhà lãnh đạo quốc gia và 245 lần tiếp các thủ tướng quốc gia. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được cả hai chính phủ Chile và Argentina nhờ can thiệp về vấn đề kênh Beagle, với mục đích hướng dẫn và giúp họ trong việc giải quyết hòa bình cuộc tranh chấp. Đây là một vấn đề quan trọng đối với Vatican và lần thứ hai sau một thế kỷ, Giáo Hoàng lại một lần nữa được yêu cầu đóng một vai trò trong các cuộc thương lượng quốc tế. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tổ chức 9 mật nghị để phong tước cho 232 hồng y. Trong đó có một vị còn giữ kín, Ngài đã bổ nhiệm trên 3,5 ngàn trong số gần 4,2 ngàn giám mục trên toàn thế giới.
Ngài đã gặp từng người trong các giám mục một số lần qua nhiều năm, nhất là khi các giám mục viếng thăm tòa thánh 5 năm một lần. Ngài đã chủ sự 15 thượng hội đồng giám mục. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2004, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trở thành vị giáo hoàng thứ 3 trong số những vị giáo hoàng có thời gian ở ngôi lâu dài nhất sau Thánh Phêrô từ 34 đến 37 năm và Đức Pio IX 31 năm 7 tháng 23 ngày. Với vai trò giáo hoàng, Ngài đã viết 14 thông điệp, 14 tông huấn, 11 tông hiến, 42 tông thư và 22 tự sắc, chưa kể đến hàng trăm sứ điệp và thư tín khác nữa. Để sửa soạn cho năm Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết tông thư tiến đến thiên niên kỷ thứ 3 đến ngày 10 tháng 11 năm 1994. Trong suốt triều đại của mình, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thực hiện 104 cuộc viếng thăm ngoài nước Ý. Chuyến đi cuối cùng của Ngài là Lộ Đức vào tháng 8 năm 2004. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng thực hiện 143 cuộc viếng thăm trong nước Ý. Với tư cách là giám mục Roma, Ngài đã đi thăm mục vụ 301 trong tổng số 334 giáo xứ trong giáo phận Roma. Với 247 chuyến viếng thăm mục vụ trong và ngoài nước Ý, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đi 1.167.295 km hay 700.380 dặm trên 28 lần chu vi của trái đất hay 3 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, nhiều hơn tất cả những giáo hoàng trước cộng lại. Những chuyến đi này là dấu hiệu của nỗ lực bắc cầu nối lại những quốc gia và tôn giáo trong nhiệm kỳ của Ngài. Ngay từ đầu, những chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đã là một bài thuyết giáo không ngừng về tiếng tăm của con người và sức mạnh của lòng trung thành. Tại Triều Tiên, Ngài đã nói đến sự nghiệp giải phóng con người trước những người công nhân phải lao động cực nhọc. Ngài đã đích thân phát biểu trước những người theo Thiên Chúa và những người không theo Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng đã đến thăm nhiều nơi trên thế giới, dù ở thế giới thứ nhất hay thế giới thứ ba, Ngài đều hướng tới những con người và những thân phận nghèo khổ. Tại Nigeria, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên bố rằng việc khai thác bất chấp đạo lý đối với người nghèo và kém hiểu biết là một tội ác chống lại Thiên Chúa. Tại Colombia, Ngài cảnh cáo những người sống dư thừa và xa hoa vô độ thể hiện sự mù quáng về tinh thần. Người nghèo sẽ phán xử các quốc gia đã lấy mất của cải của họ, khẳng định sự độc quyền đế quốc chủ nghĩa đối với hàng hóa của họ và quyền tối cao về mặt chính trị bằng sự trả giá của người khác. Tại Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng chỉ rõ, công lý đòi hỏi những người nông dân có thể canh tác trên mảnh đất của chính họ. Tại Tây Ban Nha, Ngài yêu cầu nhà nước phải bảo vệ những người lao động, chúng ta không thể bỏ mặc người lao động và số phận của họ được. Đức Giáo Hoàng cũng bảo vệ việc thành lập những tổ chức công đoàn ở Brazil và tại Nam Phi, Ngài kết tội chủ nghĩa apartheid. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã biến những chuyến tông du trở thành một cuộc hành trình truyền giáo mang tính chất sứ đồ. Ngài sẵn sàng đón nhận mọi phong tục và nghi thức văn hóa ở những vùng miền khác nhau. Ngài không chỉ nói bằng hàng chục thứ tiếng mà còn đội bất cứ một trong số các mũ lạ thường nào mà nhân dân địa phương tặng. Mũ nồi dành cho sinh viên, mũ phớt rộng vành của những người Mexico, mũ làm bằng lông của những người da đỏ và mũ đen. Tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng mặc bộ quần áo bằng da dê và đứng trong lúc nắm chặt cái giáo của vị trưởng bộ lạc. Tại miền Tây nước Mỹ, Ngài xuất hiện từ một túp lều vải trong bộ quần áo lễ có tua. Tại Phoenix, một nhóm thổ dân Mỹ đặt Ngài lên bục diễn thuyết tròn rồi đi vòng quanh Ngài. Bất cứ ở nơi nào Đức Giáo Hoàng đến, Ngài đều tới viếng thăm những nơi tôn kính Đức Mẹ Maria. Nơi Đức Mẹ hiện hình ở Brazil, ngôi nhà Đức Mẹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, thánh địa Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, vân vân. Ngài hiến dâng tất cả các lục địa cho trái tim Đức Mẹ, xin người hãy thấu hiểu tất cả nỗi khổ đau và niềm hy vọng của tất cả chúng con. Tuy nhiên, chuyến thăm Đức vào năm 1996 đã trở thành thảm họa. Ngày 24 tháng 6 năm 1996, khi xe của Đức Giáo Hoàng đi về phía cổng Brandenburg tại Berlin, hàng trăm người vô chính phủ và những người hoạt động xã hội ủng hộ người đồng tính thuộc một liên minh chống Đức Giáo Hoàng
đã xông về phía Đức Gioan Phaolô II và gào to: "Hãy xuống địa ngục đi, thiêu sống giáo hoàng!" Và họ ném sơn, cà chua, trứng thối vào chiếc xe của Đức Giáo hoàng. Hai bịch sơn đã văng trúng chiếc xe chở ngài. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành một sự quan tâm đặc biệt tới giới trẻ, như là một sự tiếp nối những công việc ngài đã làm kể từ khi ngài còn là linh mục và giám mục. Ngoài những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các học sinh, sinh viên trong giáo xứ, nơi học đường, trong các cuộc bơi thuyền, leo núi, chơi thể thao, cắm trại, với mục tiêu tìm hiểu hầu đáp ứng những khao khát kiếm tìm của giới trẻ về mọi vấn đề liên quan tới đời sống, kể cả vấn đề yêu đương, tính dục, ngài còn đưa ý niệm này vào lĩnh vực văn chương, kịch nghệ qua những tác phẩm do ngài thực hiện lúc bấy giờ. Trong tác phẩm Crossing the Threshold of Hope, bước qua ngưỡng cửa hy vọng của mình, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết: "Giống như người thanh niên trong phúc âm, để trả lời cho những vấn nạn nền tảng, điều người trẻ tìm kiếm không chỉ là ý nghĩa đời sống, mà còn là phương thế cụ thể và hiệu nghiệm để sống đời sống ấy. Người trẻ muốn là chính họ, họ phải yêu mến chính tuổi trẻ của họ. Và điều này, mỗi một người linh mục cần phải biết và hiểu rõ." Năm 1985, Đức Giáo hoàng công bố lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2 năm một lần. Đầu tiên là tại Roma, năm 1985, Buenos Aires ở Argentina, năm 1987, Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha, năm 1989, và nhiều nơi sau đó trên thế giới, để những người trẻ có thể gặp gỡ nhau cùng Ngài tôn vinh Thiên Chúa, cùng nói lên niềm hy vọng của nhân loại, rồi sẽ trở về nhà như những chứng nhân không chút sợ hãi của tin mừng. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng góp sức cho sự thông hiểu giữa các tôn giáo. Ngài gặp gỡ và tổ chức những buổi hội thảo và cầu nguyện với nhiều cấp lãnh đạo các tôn giáo khác. Năm 2002, trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công Iraq, Ngài đã mời gọi các nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới gặp nhau tại Assisi, quê hương của Thánh Francisco, để cầu nguyện cho hòa bình. Tham dự có Tổng Giám mục Piritin, đại diện Giáo hội Chính thống Giáo Nga, Thượng phụ Giáo chủ Bartholomew I của Giáo hội Chính thống Giáo Constantinople, Giám mục Vasilios của Chính thống Giáo Cypriot, Đạo Sích, Ấn Độ, Thần Đạo, Nhật Bản, Giáo phái Hồn Vật, Phi Châu và nhiều đại diện tôn giáo khác. Ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đối với sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Ba Lan đã được diễn tả trong cuốn Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và lịch sử bị che đậy trong thời đại chúng ta của tác giả Carbon Style và Marco Politi. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Ba Lan lần thứ hai vào năm 1983, khi phong trào công đoàn đoàn kết của Lech Gelsa đang dấy lên khắp nơi. Trong bối cảnh đó, chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan và Tòa thánh Vatican đã đạt được một thỏa thuận để Đức Giáo hoàng có thể đến thăm Ba Lan với mục đích thuần túy tôn giáo. Ngày 16 tháng 6 năm 1983, sau khi quỳ xuống hôn đất quê hương, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lên kêu gọi những người đang bị bắt bớ ở Ba Lan. Cha kêu gọi những người bị đày đọa hãy đến đây với cha. Cha kêu gọi lời này thay lời Chúa Giêsu: "Cha đã bị ốm và các con hãy đến thăm cha. Cha bị giam cầm, các con hãy đến với cha." Bản thân cha không thể tới thăm các con chiên đang bị giam cầm, đến thăm tất cả các con chiên đang bị đày đọa. Nhưng cha kêu gọi họ hãy đến với cha trong tinh thần giúp đỡ cha như họ vẫn luôn làm. Buổi tối, hàng chục ngàn người đã diễu hành. Khi đi ngang qua tòa nhà của Trung ương Đảng Cộng sản Ba Lan, đoàn thanh niên đã hô to: "Công đoàn đoàn kết! Công đoàn đoàn kết! Gelsa! Dân chủ!" Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo hoàng đã bị một người đàn ông Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Mehmet Ali Akza bắn trọng thương khi ngài đang đứng trên xe chạy vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô như thường lệ. Ngài lập tức quỵ xuống vì đau đớn, rồi từ từ ngã trong vòng tay các cận vệ. Ngay sau đó, hung thủ thực hiện vụ mưu sát bị cảnh sát tóm gọn. Nhưng kẻ tòng phạm đứng cách đó một đoạn xa thì nhanh chóng chạy thoát. Viên đạn chỉ đi xuyên qua ổ ruột, cách động mạch vài ly, rồi rớt ngay trong xe,
khiến Đức Giáo Hoàng dù bị mất đến 2/3 số máu trong cơ thể nhưng vẫn được cứu sống kịp thời. Các bác sĩ cho rằng nếu viên đạn cắt ngang động mạch, ngài sẽ chết tại chỗ hoặc trên đường cấp cứu. Về phần mình, Đức Giáo Hoàng lại xem đó như một sự can thiệp lạ lùng của Đức Mẹ Maria. Sau khi hồi phục, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố với mọi người rằng: "Tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tôi, người tôi đã chân thành tha thứ." Giáo Hoàng đã viết thư định gửi cho Asya: "Tại sao anh lại bắn tôi khi mà cả hai chúng ta đều chung đức tin vào Chúa?" Nhưng thay vì gửi bức thư đó, ngài đã quyết định đến gặp Asya. Năm 1983, Đức Giáo Hoàng đến thăm Asya và tha thứ cho việc ám sát ngài. Đức Giáo Hoàng còn cầu khẩn nhà cầm quyền Ý ân xá cho Asya. Ngài đã giữ liên lạc với gia đình của Asya nhiều năm sau đó và đã thăm mẹ của Asya năm 1987. Tháng 7 năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phải cắt một khối u ở ruột kết. Theo một thông báo chính thức thì đó là một khối hạch thường ở ruột già. Một thông báo của Tòa Thánh Vatican đã nhấn mạnh rằng ca mổ kéo dài gần 4 tiếng và cơ bản đã chữa được bệnh. Tuy nhiên, kể từ ca mổ đó, sức khỏe của Đức Giáo Hoàng ngày càng suy giảm và ngài đã phải thường xuyên đến Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Ngày 11 tháng 11 năm 1993, trong một buổi tiếp phái đoàn của Tổ chức Nông lương Thế giới ở Vatican, Đức Giáo Hoàng đã quỵ ra sau, ngã xuống sàn nhà và bị trật khớp vai. Theo nguồn tin chính thức của Vatican, Đức Giáo Hoàng đã vấp ở bậc thềm, nơi đặt ngai của ngài trong phòng đọc kinh tạ ơn. Nhiều tuần sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rất khó nhọc khi giữ vai trò người chủ thánh lễ Misa, và vào tháng 4 năm 1994, ngài bị ngã trong vùng trượt tuyết ở Abruzzi. Ngày 28 tháng 4, Đức Giáo Hoàng ngã gãy xương đùi trong bồn tắm. Người ta thông báo rằng ngài đã trượt chân ngã khi ra khỏi bồn tắm. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng phải dùng gậy chống mỗi khi di chuyển và ngài phải mổ ruột thừa năm 1996. Năm 2001, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã xác nhận điều từ lâu nghi vấn rằng Đức Giáo Hoàng đang mắc bệnh Parkinson. Vào cuối tháng 3 năm 2005, khi đã 85 tuổi, Đức Giáo Hoàng trở bệnh nặng và phải nhập viện. Vào ngày 1 tháng 4, tình trạng sức khỏe của ngài trầm trọng hơn khi tim và thận bị suy nhược. Vào ngày 2 tháng 4, Tòa Thánh tuyên bố rằng ngài đang hấp hối. Đức Giáo Hoàng đã qua đời lúc 9 giờ 47 phút theo giờ Roma. Ngày 28 tháng 4 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Izo Sarajeva Martins, Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh, đã chấp thuận miễn chuẩn quy định chờ 5 năm sau khi qua đời để có thể mở liền ngay án phong chân phước và tuyên thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngày 9 tháng 5 năm 2005, Đức Hồng Izo Sarajeva Martins và Tổng giám mục Edward Nowak, Tổng thư ký của Bộ Tuyên Thánh, đã viết thư gửi cho Đức Hồng I. Camillo Runi, đại diện của Giáo Hoàng, để chính thức loan báo tin này. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima 13 tháng 5 năm 2005 và cũng là ngày kỷ niệm 24 năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đích thân đọc bức thư này trong cuộc tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Ngày 29 tháng 5 năm 2005, Nhật báo Quan sát viên Roma và Nhật báo Tương lai đã cho đăng chỉ dụ của Đức Hồng I. Camillo Runi, bắt đầu thu thập tài liệu về cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để làm án phong chân phước và tuyên thánh cho ngài. Tòa án giáo hội tại Ba Lan đã bắt đầu công việc lập hồ sơ tuyên thánh vào tháng 11 năm 2005 tại Krakow, nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trải qua phần lớn cuộc đời trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô. Công việc chính của tòa án này là lắng nghe các nhân chứng tại Ba Lan về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II. Ngày 2 tháng 4 năm 2007, giáo phận Roma đã chính thức hoàn tất việc điều tra ở cấp giáo phận về cuộc đời, các nhân đức và danh tiếng của Đức Gioan Phaolô II. Hai tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời,
một nữ tu sĩ người Pháp tên là Mary Simon Pierre không còn những triệu chứng của căn bệnh Parkinson. Bà cho rằng, tôi đã được chữa lành, đây là việc làm của Chúa nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Đây là điều gây ấn tượng mạnh và khó diễn tả ra bằng lời nói. Bản thân Đức Gioan Phaolô II đã mất vì căn bệnh này. Thánh lễ tuyên thánh cho hai chân phước giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II đã được cử hành bởi Đức giáo hoàng Francisco cùng với Đức giáo hoàng danh dự Benedicto 16 vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 năm 2014 tại quảng trường Thánh Phêrô thành Vatican. Kính thưa cộng đoàn, như vậy Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời lúc 85 tuổi. Với 59 năm linh mục, 47 năm trong sứ vụ giám mục, 38 năm tước vị hồng y và 27 năm trên cương vị giáo hoàng. Trên đây là tổng hợp những thông tin về tiểu sử của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị có thông tin cần bổ sung hoặc đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi cho chúng con bằng cách comment vào phần bình luận dưới video. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị và cộng đoàn đã theo dõi hết video này. Xin vui lòng chia sẻ video cho nhiều người cùng xem và đăng ký theo dõi kênh để đón nhận các bản tin mới nhất của lòng Chúa thương xót.